Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là Bilsugi đây anh em ơi. Thì chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà Bilsugi đánh thường và cùng lên đồ dĩa với anh em nào. Thì hôm nay chúng ta trở lại với series đó và phải nói là rất đặc biệt. Hôm nay mình sẽ chơi Nezus cậu vàng. Đấy, hoặc là anh em có thể gọi là Nezus chó vàng cũng được. Mình sẽ cắm mắt ở đây để án rừng, tại vì rừng mình đang cướp rừng rồi. Mình cắm mắt ở đây giúp nó. Tại mình đang mod skin Nezus chó vàng nhưng mà không hiểu sao nó chỉ hiện cái mặt này thôi anh em. Anh em thấy cái mặt fucking wow shit đó baby. Fucking wow shit, phải đái được mấy cái mặt chó này. Nhìn mặt không thể không mắc cười được anh em. Đây là cuộc chiến giữa gấu chó và chó gấu. Đấy. Mình nó là con gấu chó, mình là con chó. What the fuck baby. Mình chỉ muốn farm thôi bạn ơi. Mình chỉ muốn farm thôi. Thì hôm nay mình sẽ chơi Nezus theo kiểu chó vàng, nên mình sẽ lên toàn là màu vàng thôi nha anh em. Màu vàng everything luôn. Mọi đồ đều là màu vàng, ngay cả skin bình thường của Nezus nó cũng đã màu vàng rồi. Mình mod thêm một mặt hình fucking well xịt của con chó nữa, mé. Phải nồi. Ok, và nếu như anh em có ý kiến nào hay thì em hãy đừng quên mà hãy bình luận ở dưới để cho mình xem xét mình làm nha anh em. Đây là một yêu cầu của một bạn trên YouTube thôi. Và anh em nếu thích hãy nhấn bấm like mình cũng như là share cho mình cái video này. Và anh em ủng hộ mình thì hãy click quảng cáo để ủng hộ mình nha. Một video click một hai lần là mình cảm ơn anh em rất nhiều rồi. Bạn ơi, mình chỉ muốn farm thôi bạn ơi. Đâu, mấy bạn gắt quá. Quá đã vô nhiều quá anh em. Đấy, farm thì khá là khổ đây. Cái đầu mé mày chơi không? Tóc bí. Nó có W. Nó mà đánh thường mình một cái nó thôi là nó có W này mà. Mình tính cả rồi. Có W đấy. Ghê thiệt. Ghê thiệt. Màu vàng thì chắc chắn là phải lên cái tay một kiếm chứ gọi anh em. Chắc chắn là phải lên. Vì tay một kiếm thì nó rất mạnh. Anh em thấy cái chiêu R của Nezus không? Đậu mé nó có hình con chó biến lớn rồi. Mé là anh em thấy không? Gắt thiệt. Rồi mình sẽ chơi bình tĩnh lại về và đánh trận này hay cho anh em xem. À, mình ăn mạng rồi, mình có mạng rồi. Biến đi đâu? Đánh thường cái nữa. Xui đi. Trời, nó cứ xui xui thế yếu nữa anh em mà. Kinh khủng luôn á. Sẽ cố gắng farm quy nhiều nhất có thể. Tại vì chơi Nezus thì phải nói là cũng khá là gà. Không phải là dạng hay lắm. Cũng đủ biết chơi thôi, cũng đủ farm quy. Không phải là biết Nezus trong truyền thuyết. Hui. Mình là chó nhà, còn Wewitter là chó ngồi rừng rồi. Hôm này là gấu chó mẹ luôn. Nó mang bản tăng nè. Giờ mình sẽ lên cái màu vàng à, màu vàng có gì nữa không? Thôi mình cứ lên tao kiếm trước đã. Chuyện gì rồi cũng sẽ đến thôi, tóc đánh. Đấy. Ở dưới boss thì có vẻ là Yevon đi support có vẻ là không được mạnh cho lắm. Nhưng mà không hiểu sao mà ở dưới boss này ăn hai mạng rồi. Vãi đái. Né đi em. Ôi trời xui. Ôi em xui quá. Quay. Ôi xui thiệt rồi. Xui thiệt rồi. Ở cái remote ở đây. Hiệu khinh nó. Quay nó. Mày chờ anh em tao. Mày đánh anh em tao. Mày không? Rồi không thấy là không tới rồi đấy. Xui. Không hiểu sao hôm nay team mình, nguyên cái team mình nó bị xui luôn chứ không phải là mỗi mình anh em à. Đánh từ từ thôi baby. Mình farm với bạn. Bạn với mình farm với. Ê. Ôi giời ơi. Ôi vãi nồi. Bắn đây gà còn bị găng nữa. Ôi chắc là phải chơi kiểu chai heo anh em. Giờ mình sẽ tập trung mình đánh nha. Bây giờ ngồi nói chuyện xàm lông với anh em một tí nên để mất tập trung rất là nhiều luôn. Mình sẽ cố gắng mình tập trung lại và đánh.
anh em thông cảm nha. Hãy coi như là bị Usagi bây giờ mới bắt đầu đây. Đạt đại ke 2 ke, farm Yasuo rất là ghê. Rồi đánh đàng hoàng nè. Chon được rồi, quá đủ. Chắc anh cũng quá đủ cho một mối tin. Nagash kìa. Alo mờ Garagash kìa. Ơ mày chạy nè, mày chạy nè. Nó có hồn nội tại nữa thì giết nó bằng niềm tin. Mày ý mày là muốn chơi tao, ý mày là muốn chơi tao, ý mày là mày muốn chơi tao, ý mày là mày muốn chơi tao, ý mày là mày muốn chơi tao, ý mày là sao? Áo mày xì, áo mày xì. Mình tưởng mình fix 02 là mình yếu anh em à. Never. Hey. Yes. Con xe đồ hầu quy đi. Còn không hồ kịp luôn, không hồ cái quy kịp luôn. Đấy, đánh đàng hoàng là nó phải khác ngay. Anh em hãy tin rằng là BOCG nó để trở lại đi, đúng không? Đấy. Rồi nó thì chưa thấy đâu nên mình phải phát đợt này rồi mình về. Rồi những bích bê kè thua luôn kìa, giết mà thua Yasuo luôn kìa. Oh my god, 0-2 Yasuo 3-0. Oh shit. Đấy, có đồ. Mình mua máu cái. Mình phải mua đồ tào leo hộp dưa như vậy, thấy không? Nazus mà, lúc đầu nó không giàu đâu nên em phải cố gắng mà mua trộn đồ vô. Né bót nát rồi. Chưa có tài lè nữa chứ. Chị nó có chuối, có chuối, có chuối nè, quá dữ. Ôi highlight luôn. Ok, cũng phải nói là có một chút cố gắng cho Remus. Hay rồi, còn nhiêu đó mà giết được thằng đầy cây là quá hay. Này có vẻ đang lên cái móng vuốt hoặc là cái búa băng gì đó, không thể đoán trước được. Mà nó lên cái gì thì cũng chỉ là một trò con nít đối với mình thôi nè. Mình sẽ cần hết. You are ready. Ê, bậy rồi, em xin lỗi. Mình chỉ muốn farm thôi. Đậu quá. What the fuck chơi tao đây, mày chơi tao đây, mày chơi tao đi. Biến rồi đó, lại có nội tại rồi anh em. Nội tại nó hồi nhanh ghê ta, nội tại nó hồi nhanh ghê ta. Mày là muốn chơi tao? Ê. Fuck man. Ý mày muốn chơi tao. Chạy nè, mới chạy nè. Ôi chạy được luôn kìa. Ôi vãi. Ôi giời ơi. Sao man? Trời ông nội giết ổng, có ổng combo kìa, có ổng combo kìa. Nó nản nè. Trời ơi nản nè. Ổng combo mày muốn khóc luôn á trời, nó xuống rồi. Mình cướp được đây. Thôi cái này bỏ rồi. Đó, mấy ông giết ông chơi ghè vãi luôn. Bạn nào nếu mà xem video này mà chơi giết thì mình xin lỗi, mình không có ý chơi bạn đâu. Nhưng mà phải nói là trận này bạn đánh tệ quá, 0-3 rồi bạn ơi. Ở dưới boss thì 1-4 rồi, what the fuck. You are fucking kidding me baby. Nó là muốn chơi mình nè. Ôi gấu chó xuất hiện kìa, gấu chó ngu kìa, gấu chó bị ốc chó kìa. sao nhường
Sao là sao? Sao là sao? Sao? Úi giời ơi, từ 0-2 lên 3-2 luôn anh em thấy dữ chưa? Có mắt nè, trời có thêm một quy nữa. Thank you baby. Bot thì băng chủ từ Jesus rồi. Combo muốn từ Javan Jesus lướt rất là hay luôn, nhưng mà 1.4 hụt từ Z rồi. Jesus vẫn đang quậy. Jesus 4-0 và farm 96 còn ở phút thứ 11. Rồi, họ còn lên được 8 kỹ mồi. Món đồ vàng, món đồ vàng đầu tiên của cậu vàng trong ngày hôm nay. Món đồ vàng đầu tiên của cậu vàng. Jesus đang có lock, Jesus đang có lock, Jesus đang định hướng để lock, Jesus lock không. Jesus lock. Trời, hắc não, xé mắt não được Vayne. Giận lòng. Bùm, nổ chết Javan rồi. Oh my god. Ôi, Sigurdragat kìa. Giờ nó còn anti. Này còn anti. Mình thì hết anti rồi. Mình cũng chả còn gì đó chạy luôn nên chơi lùi anh em. Chơi lùi, chơi lùi, chơi lùi. Chơi lùi là chơi kiểu gì nè. Chơi lùi là chơi kiểu gì nè. Hôm nay chơi lùi là chơi kiểu gì nè. Đó, vô chủ, vô chủ. Chơi lùi là chơi kiểu gì nè. Ủa, mé nó cắn đâu vậy? Farm gà được anh em à, mong anh em thông cảm nha. Tại vì mình muốn chơi cống hiến, chơi cho anh em vui thôi. Và cũng như là không có đặt quan trọng thắng thua cũng như là farm bao nhiêu quy cả. Bây giờ phút thứ 13 mình farm được 130 quy. Được người ta gọi đây là farm quy bằng thời gian đó anh em. Gắt không? Farm quy bằng thời gian anh em còn muốn nữa. Anh muốn thằng này phải làm như thế nào? Nó mé mình chơi tao. Gấu chó nè. Chó gấu nè. Gấu chó nè. Gấu chó nè em ơi. Em muốn chơi anh. Mày biết chó nhẹ được huấn luyện ghê lắm không mày? Tao là chó đặc vụ đó cô. Chó là chó đặc vụ đó. Mé. Nhờ. Ok. Trời, tay một kiếm luôn anh em, giàu quá. Từ, phải hết. Tại Gragas nó đang ở dưới rồi nên mình cũng không phải, không phải lo sợ về thằng mặt đồ này nó hiếp mình. Có Gragas thì mình mới sợ. Phan Huy rất là gà luôn, mong anh em thông cảm nha. Tại vì chơi Nezus cũng không được hay lắm. Mình cũng chả biết tại ông Ngọc chơi Nezus làm như thế nào nên mình bỏ đại. Bỏ đại gì mà mỗi khi sai chiêu cuối thì bạn sẽ hồi thêm chiêu cuối nhanh hơn. Mình sai được 3 lần rồi nên nó cộng lại 11%. Nên giờ chiêu cuối hồi rất là nhanh luôn. 85 giây. Wow. Xung 74 giây rồi. Wow. Wow. 74 giây vẫn y hệt luôn. Rồi rồi, tóc biến từ GS rồi. Volibee đang xuống ở dưới bằng cái tele của mình. Và rồi không lại remote. Remote là what the fuck hack nè. What hack nè. Đấy. Where the fuck hack đấy. Tên là nghe là biết chí rồi. Nãy ta chơi chọn ra mới là mới biết vì sao rồi. Rồi tốc biến lên đẩy về ngược từ Volibee. Đang bắn hit and run từ Vayne à. Một mạng anh cho Z. Ở dưới đây thì Volibee quyết định băng trụ. Hất về. Một mạng, hai mạng anh cho team mình. Ba mạng anh cho team mình. Mà mất chỉ một mạng của Vayne rồi. Rất là lời. Có lẽ là bốn mạng anh cho team mình rồi. Đây chơi bằng Z đánh ghê cho bạn ấy phải nói là thật sự là lên đồng. Từ 0-3 lên 4-3 luôn nè. Lên đồng con mẹ luôn rồi. Đấy, mình vẫn đang farm rất tích cực. Mặc dù farm như shit. Farm như cái quần. Anh muốn chơi em. Anh muốn chơi em. Bật rồi nó kẹp mình luôn rồi, gắt gì ấy. Gắt gì ấy. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Lên đây. Mình là mình thích chơi BK này. Farm làm cái quần vậy. Farm như vậy là quá đủ. Quá đủ. Quá đủ, quá, quá đủ, quá đủ. Quá đủ nè. Này thì hồi máu nè con. Lúc đầu bố không sợ mày, chứ giờ bố mày đã mạnh rồi, mày làm sao? Ở đây. Come here. Come here baby. Come here, come here. Một gõ thối mồm. Come here baby.
Come here. Thank you. Come here. Me. Mạnh được. Cứ nhờn là thế éo nào nhỉ? Ok. Ok ok ok. Ê, ê, ê. Mày quá. Cái này chết rồi. Ui. Never die. Ê, tóc biến luôn hả? Ôi giời ơi. Giết một cậu vàng như thế này, không còn con mẹ gì, không còn mana, không còn skill mà nãy vẫn xả tóc biến. Rất là gắt. Một vàng tiếp theo nào. Một kiếm, mà vô kiếm mình nghĩ là giờ chưa còn. Viên băng, giờ lên khiên băng thì nó là chán quá. Thiên thần. Ờ, giao điện anh em. Mé nó giao điện là gắt nè. Giao điện anh em biết mấy con chó mà đánh nhanh không anh em. Đấy là mình đấy. Ui. Wow 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 wow. Mình tay lên top vậy có gia văn nó xuống giúp rồi. What? What? Gia văn hết mana hết máu. Sorry. Không nhìn. Tay lên xuống là ăn hai mạng rồi, mé ngu thiệt. Tiếc phải. Ồ tại mình rồi, cái này là tại mình rồi. Tại mình không tay lên rồi anh em. This is my phone. Trời ơi. Tóc chạy kìa. 480 tóc chạy nè. Mình đang mang bản là tăng tóc phe đây mà. Nên mỗi khi gây sát thương cho nó 3 lần như tăng tóc chạy quá. Đúng rồi, 3 đòn đánh hoặc kỹ năng. Come here, come here. Come here. Mày tính fan của tao à. Cảm ơn nha. Ôi nó mạnh vậy. Mình quên là mình chưa lên không phép. Ơ mi chạy tới quy không kịp anh em à. Mình quên là mình chưa lên không phép sớm lắm hả? À được được ok được ok. Khinh tao, khinh tao xong rồi con. Con trai à. Con trai à. Con trai lên tăng mà con trai cứ léo léo chú bố à. Con trai à. Con trai xong rồi. Tình nghĩa ruột thịt chúng ta cắt đứt từ đây. Con không là gì là trong gia đình nữa. Hàng xóm của mình mà nó còn đánh mình anh em hiểu hiểu vì sao à. Cùng dòng họ. Cùng dòng họ với nhau mà mặc dù mình là con chó nó là con gấu nhưng mà đều có chữ gấu chó hay là chó gấu nó mà cùng dòng họ nhưng mà tại sao nó còn em đánh mình. Fuck. Combo được gia văn là hụt nhưng mà xin lỗi được và gây được chút sát thương. Ở đây giết level 12 có dễ kiếm mà không biết combo chết của chết Valibi không, không dám bay lên luôn mà. Trời wow. Wow. Phản quyền khá là khổ đây. Chỉ mới có 20% giảm lên gian hồi chiêu rồi nên. Ui what the fuck. Giảm lên hồi chiêu ít quá. Phản em khá là chậm. Ok giờ mình sẽ đẩy top luôn, cái chỗ top vẫn chưa mất rừng, mình đang bị rừng rồi, Volibear đang bật rờ lên kiếm. Rất kinh khủng luôn nhưng mà nay rất chó tới. Chó đang tới. Come in, I come in, I come in. Ồ có chuối. Đầu đen. Một gõ bản thường chết luôn. Bốc hơi. Bốc hơi. Bốc hơi lên. Mày cứ chạy đâu. Gấu chó này mày chạy đâu. Con gấu chó này. Ê Stun á. Si. Mày chạy hộ bố mày cái con. Hay quá này rớt là lộn. Ờ à, đúng rồi hay quá này rớt. Come in. Hi. Một gõ chết Eril. Baby I'm real. Hi. Baby I'm real.
Mi gõ kinh trội, một gõ chết hết đem lính luôn. Cái này thì anh em hỏi mình fan quy thì làm sao được đây. Cái này anh em nghĩ làm sao mà mình fan quy ra anh em. Cứ một gõ là chết đem lính. Cứ một gõ là chết đem lính. Sao mà fan. Gặt quá đây, xuống ra đây. Mày chơi tao. Mày lướt đi. Mày lướt đi. Mày lướt đi. Mày lướt đi. Lướt đi. Fucking well shit. Ôi mấy anh ra đây à? Em cân hết. Đã nói em là cậu vàng mà. Cậu vàng mà. Em là cậu vàng mà. Ok. Rồi đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Đông quá vậy. Ê đông quá rồi. Phe này chết rồi. Phe này xong 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 rồi. Không giết được. Quá dữ luôn. Bé cháy thật anh em. Trước khi chết giết lại được mạng bé cháy rồi. Úi dồi gắt chưa. Cái này người ta gọi là cậu vàng Việt Nam đó em. Cậu vàng Việt Nam đó. Cậu vàng trong sách chuyện rồi chỉ biết chết thôi, cho cậu vàng này cân hết cái tem đó. Ok. Lão hạt đâu ra đây anh cân luôn. Lão hạt kiếm giết bố mày. Xúc vật lão hạt. Lão hạt nào là lão hạt đâu. Ủa, combo như xích đến tư rồi giết. Bục thôi. Tem mình gà được chứ. Tớ này à, mà đánh tim tao. Mà đánh anh em tao. Mà đánh anh em tao. Mày đánh anh em tao nè. Mày sai quá sai rồi con. Đấy mặc dù fan quy phải nói là như xích, fan quy phải nói là rất là ít luôn, nhưng mà độ mạnh thì không phải bàn cãi được. Độ mạnh thì không thể bàn cãi được rồi. Để ôm bít luôn. Chắc nó bốn đứa bê trụ mình, hai đứa là mình đủ bê thắng rồi. Tốc đánh này nó là rất là kinh khủng luôn. Đây bê trụ luôn, bê trụ luôn, bê bê. Xúc nó. Tôi bê trụ vô nè. Tôi bê trụ nè. Mày đánh tao, mày đánh tao. Mày đánh tao, con bay. Come here. What the fuck. Tóc biến rồi. Ui không trúng kìa. Gì đâu. Đi đâu. Rồi con cậu vàng Việt Nam. Cậu vàng Việt Nam y hi. Cậu về Việt Nam là có thật anh em ơi. Cái S-Blue của bố mày nè. Này rất tuổi lê. Ok đó đây. Đây. Mẹ. Này rất cậu về Việt Nam cứ nhường. Rồi giờ mua đồ anh em ơi. Bay cả 7 tiền. Cậu vàng hôm nay giàu vãi nồi. Ê. Mình chưa chẳng chuẩn bị. Sẵn sàng. Chờ luôn. Cần được. Cần được. Mê. Chưa có R. Rồi ra mất xuống cân rồi. Có mạng không? Không có mạng rồi. Rồi đó gắt đang chạy. Bây giờ mình sẽ lên món đồ vàng tiếp theo. Mình không nghĩ là cái này là đồ vàng anh em mà. Khiếp thiên thần. Mà chắc cũng kem vàng. Kem vàng tí cũng được. Thì mình sẽ lên nó luôn. Tại vì mình cần đem rất là nhiều. Anh không thấy thằng nào chơi Nezet mà gần 300 đem chưa. Gần 300 đem đó anh em. Không phải chuyện để đùa đâu. Chuyện này không phải chuyện để đùa. Giết kìa. Giết.
Z đang combo rồi. Z thì đốt thẳng mặt luôn. Yasuo đang chạy sờ mờ lờ nhưng mà What the fuck? Tại sao mà lại không rượt nó? Tại sao mà lại không giết nó? What the fuck? Tao là cậu vàng mà tao có thể ngu như chó nhưng mà mày không thể được ngu như tao. Mày phải hơn tao. Đậu mi. Unbelievable luôn. Ở dưới bóc công báo đó Yavan đang bị úp lòng, úp sọt chết đó Yavan rồi. Nhưng mà Yavan đó cũng đã chết, hy sinh cái mạng mình để bảo vệ bạn bè. Rồi, vẫn rượt đến từ Z. Yasuo vẫn đang chạy, đánh hàng không nổi, chạy đi rồi. Mà Z thì... Ủa nồi rồi. Ôi, vẫn giết được cái gác, thấy. Chạy. Bố mày chạy. Bố mày farm. Còn rít 50% anh em à. Quá gắt. Sao? Áo mày xi. Còn giáp hộ sinh. Sao mày? Ý! Sạc! Gõ lộn quay vô thằng... Thằng... Valibi rồi. The fuck. Ok, món tiếp theo mình sẽ lên là thú tượng thạch dép. Đấy. Đấy, gắt liền. Ok, vậy anh em đã xem ở đây và chưa like cho mình, hãy đừng quên nhấn nhấp like cũng như là share cho mình cái video này nha. Và anh em nào chưa subscribe cho mình, hãy ấn đăng ký ủng hộ mình. Thank you. Và vậy là VGA nó lên mắc tăng. Rất là gắt luôn. VGA là mắc tăng. What the hell? Bữa mình cũng làm một video là VGA mắc tăng rồi đó. Nhưng mà có vẻ đánh khá là ngu. Anh em chửi nhiều quá. Rồi bên này bắn chết được Valibi rồi, đang rượt bởi Gregat và kẻ VGA nữa. Giết đang bọn Yumu chạy lên combo nhưng mà W không qua tường. What the hell? What? Ôi vẫn giết được mẹ. Đây mình dắt thì. Rồi ra mất trâu quá, ra mất trâu quá cơ. Rồi mình sẽ bê top luôn. Trận này thắng được rồi, đây 30 phút rồi. 16 xác rồi, phải nói là khá là gắt. Anh em có thấy thằng nào trên Azure mà phút thứ 30 mà chỉ farm được 400 máy quy như mình không? It's here, cậu vàng Việt Nam đây. Cậu vàng Việt Nam cần hết đây. Đậu đen chúng nó. Đậu đen chúng này. Mày giết tao. Tao cần luôn tao. Ý, hù tí. Mình hù tí thôi các bạn. Hy sinh các bạn đã bơi chủ được không sao. Nevermind. Mày nè. Ok. Cầm bò đây. What? What the fuck? Mấy cạn lờ được chứ. Cú nó cờ chỗ đó châu ấy. Nghĩ bằng niềm tin luôn à. What the fuck nó châu ấy. Châu vậy. Quên đi anh em. Bây chủ đi anh em. Rồi luôn. Ngu người. Bắn rất gắt từ Vayne lên Vayne và tóc biến lên mình bị chón bởi Viga rồi đấy. Lên bằng đêm số. Mình sẽ mua thuốc lắc chơi rồi. Giờ giàu quá, tiền nhiều quá thì để làm gì. Thuốc lắc thẳng tiến. Mình sẽ làm cho nhà nó như cái sân bay Nội Bài luôn nè. Một đường nữa thôi. Và sẽ win luôn. Vẻ như mình farm nhất hai team. Unbelievable, lúc đầu mình fix 0-2 mà. Mạnh quá. Lại cái đi.
Ok, win luôn anh em ơi. Lên on win luôn nào. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Cho một gõ. What the fuck, một gõ còn chết. What? Mày chơi. Mày chơi double kill, double kill, double kill. Có lẽ nào bi được bên ta và có lẽ nào bi lại được gánh tem. Chỗ còn số 1 chưa xài mà. Ôi, chỗ gõ như gõ gõ chuối. Gõ chuối. Sao? RMC. RMC rồi rồi, hay hay. Nice sơn, nice sơn, nice sơn. RMC, RMC, win luôn, win luôn anh em. Ok, vào GG anh em nha. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào cái đường sau. Win, win, come on. Ok, tạm biệt anh em nha. Bye bye. Hãy nhớ chắc rằng hãy like xem mình.